Xin chào các bác, hôm nay em lại review phòng ở Sapa cho các bác xem. Phòng này là phòng của Đại Nam, view núi, thì là các bác khi ngủ dậy các bác đã nhìn thấy ánh nắng mặt trời đón bình minh. Thì các bác mở cửa ra, các bác sẽ cảm nhận được thở không khí trong lành của Sapa, sẽ tạo cho các bác một cảm giác thật là thoải mái, thư giãn, có một kỳ nghỉ thật tuyệt vời. Mời các bác hãy đến với Đại Nam Sapa. Sau đây các bác quan sát hết một loạt, xem hết đoạn video này thì các bác biết được chất lượng phòng của Đại Nam. Anh chị em sẽ thấy rất tuyệt vời ạ. Phòng rất là đẹp ạ. Nó xứng tầm mà giá trị của nó đem lại, các bác sẽ được hưởng cái giá thành cũng rất là rẻ. Các bác mời các bác quan sát hết một, xem hết cái video này nhé. Các bác anh chị em đi Sapa thì hãy liên hệ với em sẽ giới thiệu và book những phòng như thế này để cho các bác ở nghỉ ngơi. Các bác sẽ thấy được là cái kỳ nghỉ của mình sẽ ý nghĩa ở cái phòng thật tuyệt vời, thế mới gọi là xứng tầm đi nghỉ dưỡng. Chứ các bác vào cái phòng kín như bưng ấy, bật điều hòa thì các bác còn cảm nhận được cái điều gì nữa đâu. Các bác nhìn, các ngồi trong phòng các bác nhìn thấy bao quát hết toàn bộ cảnh bên ngoài. Anh chị em sẽ thấy như mình như được thả hồn vào thiên nhiên, như mình đang nằm ngồi uống nước, uống cà phê trong phòng. Nhà em có xe 716 29 chỗ chuyên chạy hợp đồng. Các bác có nhu cầu thuê xe thì liên hệ với em book phòng hộ các bác.